Thưa quý vị, trong mấy ngày hôm nay thì những người dân ở nhiều nơi như là miền Bắc và miền Trung thường xuyên gặp phải những cơn dông bất chợt, mưa đến rất nhanh, sấm chớp đùng đùng rồi cũng qua đi rất nhanh. Đó là vì miền Bắc và miền Trung đang ở trong tiết hạ chí, giai đoạn nóng nhất trong năm. Đây cũng là khoảng thời gian dông sét hoạt động mạnh và gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Chỉ trong vòng một tháng qua, thống kê của chúng tôi đã có hàng chục trường hợp bị sét đánh trúng dẫn đến tử vong. Ngoài ra còn có rất nhiều người khác bị thương. Được biết là Việt Nam của chúng ta nằm ở tâm dông châu Á, là một trong ba tâm dông lớn trên thế giới. Số ngày dông trung bình khoảng 100 ngày một năm và có thể hứng tới 2 triệu cú sét đánh. Cũng vì vậy mà ở nước ta có rất nhiều ngôi làng có cái tên kỳ lạ là làng trời đánh hoặc là làng rời đánh để nói về tần suất xuất hiện và sức tàn phá của hiện tượng nguy hiểm này. Vâng, và dù sét đánh rất nhiều và rất nguy hiểm, nhưng mà trên thực tế thì người dân còn rất chủ quan và thậm chí là không có đủ kiến thức và kỹ năng phòng chống. Vậy người dân cần phải làm gì để có thể phòng tránh, bảo vệ tính mạng của chính mình? Phần nào câu trả lời sẽ có trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng của chúng tôi. Sau khi bị sét đánh trúng, ông Nguyễn Thế Hoàn ở xã Bắc Hưng, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vẫn không tin là mình còn sống. Những vết sẹo vẫn chưa lành. Đôi chân lúc nào cũng đau nhức, khiến việc đi lại của ông rất khó khăn. Nhưng đó mới chỉ là nỗi đau thể xác bên ngoài. Những người trúng sét còn bị ảnh hưởng nhiều đến tinh thần. Từ hôm sét đánh hôm nay thì sau khi tôi đã tỉnh lại rồi thì người toàn bộ người tôi bị tê hết. Thì còn có mỗi con mồm thì nói được cơ mà không cử động chân tay bất động, cái kiểu như lúc xe đánh thì bất động coi như có những người bảo tôi nói rồi sao ông không bò ra, mà tôi không người tôi không thể gì, tôi cảm người tôi khi lúc đấy tê mệt toàn phần. Miền Bắc đang trong cao điểm mùa gặt nhưng cũng là cao điểm mùa giông sét, ai cũng cố gắng thu hoạch dù cho mây đen vần vũ trên bầu trời. Vậy nên mới có vụ tai nạn thương tâm diễn ra trên cánh đồng thôn Đồng Tiến vào ngày 16 tháng 6 vừa qua. Một người chết, bốn người bị thương nặng chỉ trong chốc lát, khiến nhiều người chứng kiến cảm thấy ngỡ ngàng. Nằm ở ngoài một tí, còn nhà tôi thì ở trong một tí thì đè lên ông ấy nửa người. Thì rồi... Những gì còn lại ở hiện trường như một lời cảnh báo về sự chủ quan của con người trước thiên nhiên. Là tôi ngã xuống thì tôi không nghe tiếng gì mà tôi không biết là người tôi làm sao. Đến lúc tỉnh thì biết chỉ người là biết đau mới tê, là cứng như thực vật không biết cái gì. Chỉ gọi nó biết lúc đấy đầu thì biết là mình nói lên được thôi, chứ còn người thì là không biết cái gì cả. Tôi có mang bế ông Khoa, kết hợp bế ông Khoa lên trên này cứu. Còn ông Hoàn thì nằm ở dưới ruộng cùng với ông Khoa. Bà Dung thì nằm chỗ này, ông Tuyên thì nằm ra kia. Đấy, thế thì theo quan điểm của tôi đấy, từ nay nếu như bà con có ra đồng đấy thì mà thấy cơn mây đen nó kéo đến thì ta cũng nên lại hay là về nhà, chứ đừng ở ngoài đồng lâu quá, như trường hợp như hôm qua cái sự việc đáng tiếc này xảy ra. Chọn vị trí cao giữa cánh đồng lại tụm năm tụm bảy quanh chiếc xe cải tiến bằng sắt, vô tình tạo điều kiện cho sét đánh. Thiếu kiến thức phòng tránh, thiếu biện pháp cảnh báo khiến người dân lúc nào cũng nơm nớp lo sợ khi làm ngoài đồng mùa này. Chúng tôi họp và cũng có thông tin trên hệ thống loa truyền thanh là đối với toàn dân Bắc Hưng nói riêng và trong khu vực nói chung, là trước cái mùa mưa bão và sấm sét có đánh chết người như thế thì bà con phải cảnh giác và phải nghiên cứu và học hỏi thêm về cái sức công phá của sét đối với của cải tài sản và đối với con người. Và cũng thông báo với nhân dân là phải tránh khi thấy cơn mưa dông bão tố, là trước lúc đó phải di tán, không nên đi làm ngoài đồng để giảm bớt cái việc thiên tai của sét đánh. Nắng nóng càng nhiều, mây đối lưu hoạt động càng lớn thì dông sét càng mạnh. Không nhiều người may mắn sống sót khi bị sét đánh trúng. Bất kỳ sự chủ quan nào của con người trước thiên tai đều có thể phải trả giá bằng mạng sống. Sét là bản chất của nó là mang một cái dòng điện tích rất là lớn, khoảng vài chục kiloampere, thậm chí là có những cái cú sét có thể tới 200 dòng điện, tới 200 kiloampere. Thì những dòng điện sẽ do sét đánh thì có thể gây nên chết người ngay lập tức, đặc biệt là trong những trường hợp mà sét nó đánh thẳng trực tiếp vào người. Trong những trường hợp mà sét đánh ví dụ như là đánh xuống cây, sau đó một phần cái dòng sét nó có thể
lan truyền hoặc là đánh vào cái người đứng bên cạnh thì cũng ảnh hưởng đến cái gây ra thương tích cho con người. Chỉ trong vòng một tháng qua, từ Lai Châu, Hà Nội, Quảng Ninh đến Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và Đắk Nông đã liên tiếp ghi nhận tình trạng người dân chết vì bị sét đánh trúng khi ở ngoài trời. Một mặt cho thấy sự nguy hiểm của hiện tượng này, nhưng mặt khác cho thấy người dân còn thiếu rất nhiều kỹ năng ứng phó. Đối với phòng tránh sét ngoài trời thì người dân phải tuân thủ đúng theo những nguyên tắc sau đây. Thứ nhất là không đứng gần các gốc, các cây cao, bởi vì thông thường sét sẽ chọn những cái vị trí cao hơn xung quanh, cụ thể là các cây ở những cái vị trí mà đường không xung quanh như vậy, thì nên là ngồi xuống và làm sao cho vị trí của mình thấp nhất. Tuy nhiên thì lại không được là đi vào những cái chỗ ví dụ như ẩm ướt, ví dụ như là trong ao hồ hoặc những cái nơi mà cái tránh sét mình không thể làm được. Ví dụ cái sét là nó có thể đánh trực tiếp xuống nước. Đối với người dân mà không có các phương tiện nghe nhìn, không có điện thoại thông minh ấy, thì có một phương pháp rất đơn giản, các bạn quan sát bầu trời, thấy mây đen ùn ùn kéo đến thì có nghĩa là chỉ khoảng 15 đến 20 phút nữa là có một cơn dông. Và trong trường hợp dông quá mạnh kèm theo lốc xoáy kèm theo cái đấy thì chúng ta phải có cái biện pháp để trú ẩn, tránh những cái thiệt hại về sinh mạng của chúng ta. Cái đấy mới là cái quan trọng. Cơ quan khẩn cấp Liên bang Mỹ khuyến cáo người dân thực hiện nguyên tắc 30/30. Sau khi nhìn thấy tia sét, mọi người phải đi vào nhà ngay lập tức trong thời gian không quá 30 giây. Không đi ra ngoài trước 30 phút kể từ thời điểm tiếng sét kết thúc. Còn ở Việt Nam, việc cảnh báo dông sét mới chỉ ở mức chung chung. Việc phổ biến kiến thức thì còn hạn chế, khiến người dân vẫn nơm nớp nỗi lo mỗi khi ở ngoài trời. Thưa quý vị, ước tính mỗi năm trên thế giới có khoảng 250.000 người bị sét đánh và hàng chục nghìn người trong số đó thiệt mạng. Những người sống sót thì cũng bị tổn thương sức khỏe nghiêm trọng. Ở Việt Nam thì sét thường xuất hiện trong các cơn dông mùa hè và khiến rất nhiều người thiệt mạng, nhưng dường như công tác phòng chống thì lại chưa được chú ý nhiều. Vâng, tần suất sét lớn hơn ở vùng núi, vùng trung du phía Bắc và đồng bằng Nam Bộ. Vùng núi tuy dông sét xuất hiện nhiều hơn nhưng lại ít gây nguy hiểm vì có nhiều cây to là những vật dẫn điện tốt. Còn ở trung du và đồng bằng có ít cây xanh nên người và gia súc dễ bị sét đánh trúng. Theo các chuyên gia y tế thì việc hô hấp nhân tạo kết hợp với việc xoa bóp tim ngoài lồng ngực giúp cứu sống rất nhiều nạn nhân bị sét đánh mà trước đó tưởng như đã chết. Vấn đề là phải làm thật nhanh trong khoảng 7 phút đầu tiên. Tuy nhiên, điều tốt nhất cần phải làm khi phòng chống sét là tìm đến nơi trú ẩn an toàn trong những ngôi nhà có cột chống sét, không sử dụng các thiết bị như điện thoại bàn hay tivi. Trong trường hợp ở ngoài đồng thì tuyệt đối không trú mưa dưới những gốc cây to, không ở gần ao hồ và không tập trung trú mưa đông người.